Cô có làm sao không? Bẩn hết cái đùi nữa rồi này. Bà nhìn như thế này bà cho cả cản trở vào được à? Ai bảo cô không để ý nhìn đường, cứ vừa đi vừa bấm điện thoại. Và phải tôi là may đấy, tông phải ô tô thì... Cái gì? Này bà kia, bà rủa tôi đấy à? Tôi không rủa cô, tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô thôi. Bà là cái thá gì mà nhắc nhở tôi? Thứ quê mùa bần tiện, mới sáng ngày già đã xui xẻo. Này, mày có thấy cái túi của tao mới mua không? Hàng order từ nước ngoài về đấy. Xem nào. Ôi, xinh thế nhở. Tao cũng thích cái túi này mà lâu rồi chưa mua được. Tao có bà chị từ nước ngoài order hàng về Việt Nam, đảm bảo xịn 100% luôn. Mày có thích thì để tao bảo chị ấy mua được không nữa, tao mua cho. Nhớ nhá. Ok. À, để tao gửi cho vài mẫu nữa. Chứ dạo này hết túi để đeo rồi. Mày yên tâm đi. Mày nhìn cái gì đấy? Thấy ma à? Ma quỷ gì? Mày có nhìn thấy bà già kia không? Đâu? À, tao thấy rồi. Mày quen bà ta à? Tao mà phải quen cái loại người đấy á? Thế mày hỏi làm gì? Mày có nhớ cái bà lao công mà hôm trước tao kể không? Va phải tao, xong lại còn lên mặt dạy đời ấy. Chính là bà ấy đấy. Mà tao thấy bà ta cũng hiền mà nhờ. Bề ngoài nhìn thế thôi. Hôm trước lên giọng kinh lắm. Cái gì mà cô va phải tôi là còn may đấy. Nghe là thấy hãm. Hay tao với mày chơi trò này đi. Mày lại nghĩ ra cái trò gì con quỷ. Tao với mày cáo nhau, trong vòng 5 phút tao sẽ khiến bà ta quỳ xuống lau giày cho tao. Nếu mà làm được ý, thì mày mất tao cái túi nhá. Nhưng mà nếu mày thua thì làm sao? Tao thua thì tao mua túi cho mày, ok không? Ok, chơi thì chơi. Mày nghĩ tao sợ mày à? Được rồi, thế thì ngồi đấy mà xem kịch hay. Bấm giờ đi. Ê chết. Cô có làm sao không? Đưa đây. Điện thoại của cô. Bà nhìn không rõ à? Vỡ hết màn hình ở đây này. Tôi không biết là cô đứng ở đằng sau hay là để tôi đền cho cô nhá. Đền á? Bà nghĩ bà đền được cho tôi á? Bà có đi làm cả năm rồi cũng không đền được đâu. Vậy cô muốn tôi phải làm thế nào bây giờ? 5 triệu. Tôi chỉ lấy tiền thay màn hình thôi. Bà đưa tiền này. Cô ơi, tôi làm lao công, lương có được bao nhiêu? Cô đòi tôi 5 triệu thì tôi biết lấy đâu ra tiền bây giờ. Tôi lấy 5 triệu ấy là quá rẻ cho bà rồi đấy. Đưa tiền lên nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô làm ơn thương tôi, chứ tôi biết lấy đâu ở tiền bây giờ. Thôi rồi, bà không có tiền ấy thì tôi cũng không ép. Quỳ xuống lau giày cho tôi. Cô... Cho tôi bỏ qua cho. Cô... Muốn lau giày hay là muốn nộp tiền? Được rồi. Để tôi lau. Hỏi đi. Khăn của bà lau giày cho tôi bẩn thêm thôi. Coi như hôm nay tôi xui xẻo. Sao? Mày thấy trình của bạn mày có cao không? Công nhận 4 phút 50 giây. Bạn của mày ấy không phải là dạng vừa đâu. Chuẩn bị mua túi cho tao đi là vừa. Ok. Nhưng mà cũng chỉ vì một cái túi mày nỡ ném cái điện thoại vỡ tan tành thế này à? Mày điên à? Vỡ có cái kính cường lực, tí nữa mất 100.000 ra kia thầy là xong. Ôi dồi ôi,
Thua mày con quỷ à, sợ mày thế. Alo ạ. Cái gì? Anh nói sao? Mẹ tôi làm sao? À, vâng, vâng được rồi, để tôi đến ngay ạ. Mày ơi, sao? Mẹ tao bị tai nạn. Bệnh viện bây giờ bảo là đang nguy kịch lắm. Tao đi luôn đây. Mày, đợi tao đi cùng. Chờ tao với. Bác sĩ, tình hình mẹ tôi thế nào rồi hả bác sĩ? Cô là người nhà của bà Hạnh à? Vâng, đúng rồi ạ. Tình hình mẹ cô đang rất nguy kịch. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần đi. Không được, bác sĩ ơi, bác phải cứu lấy mẹ tôi bằng tất cả mọi giá. Chuyện này... bao nhiêu tiền cũng được, tôi có tiền mà. Chỉ cần bác sĩ cứu được mẹ tôi thôi. Thực ra có một cách không nhiều hy vọng lắm. Đấy là ghép tim. Ghép tim? Đúng vậy. Tim của mẹ cô bị tổn thương rất nặng. Nếu có người hiến phù hợp thì có khả năng cứu chữa được. Nhưng chúng tôi cũng không dám đảm bảo. Bác sĩ, bệnh nhân được chuyển vào cùng với bà Hạnh không qua khỏi. Nhưng mà lúc còn sống bà ấy đã đăng ký hiến tạng sau khi mất. Thật sao? Bác sĩ, vậy là mẹ tôi có thể được cứu luôn không ạ? Chúng tôi còn phải tiến hành các xét nghiệm nữa. Nhưng nếu phù hợp có thể cấy ghép luôn. Sao mẹ không ở viện lâu thêm chút nữa cho khỏe hẳn mà cứ đòi ra sớm làm gì? Thôi, cho mẹ về đi. Mẹ sợ cái mùi bệnh viện đấy lắm rồi. Thế nhưng mà... không sao, bác sĩ bảo mẹ về được rồi. Con cứ yên tâm. Được rồi, thế về nhà mẹ không được làm gì đâu đấy. Mẹ phải ngồi im một chỗ cho con. Vâng, thưa cô. À mà này, con tìm hiểu xem cho mẹ, cái người mà được đưa vào viện cùng mẹ, xem bà ấy nằm ở đâu để mẹ cảm ơn trước khi đi về. Ai cô ạ? Thì cái người mà được đưa vào viện cùng mẹ, bà ấy làm lao công thì phải. Mẹ đi qua đường không để ý thì có xe lao tới. Bà ấy chạy ra kéo mẹ trước khi mẹ ngất. Mẹ chỉ kịp nhìn thấy bà cũng bất tỉnh thôi con ạ. Kìa con. Dạ, được rồi, thế để con đi tìm bác sĩ nhá. Mẹ ở đây chờ con một lát. Đi nhanh lên con. Chào bác sĩ ạ. Em là người nhà của bệnh nhân Hạnh, không nên xuất viện ạ. Tình hình mẹ của cô không còn gì đáng lo ngại nữa rồi. Có thể xuất viện ngay hôm nay rồi. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. À, nhưng bác sĩ này, em có thể được biết thông tin của người đã hiến tim cho mẹ em được không ạ? Để em muốn cảm ơn họ. Điều này chúng tôi không thể tiết lộ được. Bởi vì người đã khuất, không muốn để lộ tên tuổi. Xin lỗi cô. Nhưng mà... tôi xin phép một chút nhé. Được không? Sao vậy? Sao con lại khóc? Bác sĩ nói gì à? Sao vậy con? Có gì? Con nói cho mẹ nghe xem nào.
cháu sai rồi. Bác hãy tha thứ cho cháu. Cháu hứa cháu sẽ cùng mẹ chăm sóc trái tim này thật tốt. Cháu thật sự cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều lắm. Trời cũng sắp tối rồi. Hay là anh ở lại ăn tối để em đi nấu nhá. Không được. Bây giờ mà anh không về công ty trách việc lắm đấy. Lần nào anh cũng không ở lại với em nguyên một đêm rồi. Cái đấy không quan trọng. Điều quan trọng nhất là anh vẫn yêu em cơ mà. Nhưng mà em cần anh ở bên cạnh cơ. Thì anh vẫn ở đây chứ anh có chạy đi đâu mà em phải lo. Thôi ngoan, đợt khác anh bù nhá. Anh định đi thật à? Anh. Em đây. Em sắp xong việc rồi, tí mình đi ăn đi. Hôm nay anh bận lắm. À, mà anh bảo này, lần sau em hạn chế ra vào phòng anh thôi nhá. Mọi người trong công ty nhìn thấy người họ bàn tán anh không thích đâu. Mà thôi. Này, em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì thì em nói luôn đi, anh đang bận lắm. Em có bầu rồi. Cái gì? Em có bầu á? Ừ. Mà em có chắc chắn không đấy? Chắc. Hôm qua em vừa đi siêu âm xong 4 tuần rồi đấy. Thế thì phải giải quyết cái thai đi chứ. Để như thế không hay đâu. Anh vừa nói gì vậy? Còn nói cái gì nữa? Là em tự đi giải quyết cái thai đi. Nói với anh làm gì? Nhưng đấy là con của anh cơ mà. Cô có chắc đấy là cái thai của tôi không? Anh. Cô nên nhớ, tôi với cô chỉ là bóc bánh trả tiền. Phá cái thai đi là cách giải quyết tốt nhất cho cô đấy. Tôi không nghĩ anh là con người bị ổi đến như thế đâu đấy. Tất cả mọi chuyện đều là do cô tự nguyện. Nói tóm lại là cô muốn làm cái gì thì làm. Đừng có gì cái của đợi đấy cho tôi. Ra ngoài đi. Nếu anh không thuộc về tôi, không phải là bố của con tôi, thì anh sẽ mất tất cả. Tôi là giám đốc, còn cô chỉ là nhân viên hợp đồng. Cô đang dọa tôi đấy à? Dọa? Tôi không có gan dọa anh. Nhưng mà tôi có gan làm những điều tôi nói. Nếu anh không chịu chấp nhận đứa bé này, thì anh sẽ mất tất cả. Tin không? Tin à? Cô nghĩ rằng ai sẽ tin cô? Chuyện này mà lộ ra ngoài, người ta cũng sẽ chỉ nói cô là cái loại đàn bà lẳng lơ,
chuyên đi dụ dỗ mồi chài đàn ông mà thôi. Anh biểu hơn tôi nghĩ đấy. Cái dạng người như cô thì tôi gặp nhiều rồi. Ai dám khẳng định rằng ngoài tôi ra còn có bao nhiêu thằng đàn ông khác lên giường với cô? Định bắt tôi đổ vỏ à? Đừng có mơ. Vậy là anh không chịu chấp nhận đứa bé này? Tôi không có ngu. Mà nếu cô thông minh ấy thì tốt nhất là cô nên tự giải quyết cái thai rồi lẳng lặng xin nghỉ việc đi trước khi tôi đổi việc cô. Hả? Không nghĩ một người quyền cao chức trọng như anh lại có thể phát ngôn ra những từ ghê tởm như thế đâu ấy. Làm sao? Cô nói tôi ghê tởm à? Nhưng mà cũng hơn cái mặt cô. Cái thứ lẳng lơ dễ dãi, chỉ dăm ba cô nói đã xà ngay vào lòng đàn ông. Cô nên tự nhìn lại bản thân của mình đi. Thôi được rồi. Tôi cũng có một vấn đề đang thắc mắc. Không biết là việc huy động vốn cho dự án đào viên của công ty đến đâu rồi? Hay là đang chậm chân và sắp mất miếng mồi ngon vào tập đoàn Hưng Thịnh? Chuyện này chỉ có nội bộ công ty biết. Tại sao cô lại biết? Chưa hết đâu. Anh check mail đi. Có nhiều thứ hay ho lắm. Cô giải thích đi. Chuyện này là sao? Tôi nói rồi, nếu anh không thuộc về tôi thì anh sẽ mất tất cả. Chờ đi. Này, đứng lại đã. Này! Đang uống gì chưa? Ôi, đau hết cái đầu đây này. Đừng có nói nữa. Đơn ly hôn. Tôi ký để ở trong phòng rồi. Anh xem được ký đi. Cô bớt đùa cái kiểu đấy đi. Tôi đang đau hết cả đầu lên đây này. Tôi không có đùa. Thôi, bây giờ mình chơi bài ngửa với nhau luôn đi. Cô nói thế nghĩa là sao? Lấy nhau bao nhiêu lâu nay, anh lừa dối tôi không biết bao nhiêu lần. Bây giờ anh muốn chia tay trong em đẹp, hay là anh muốn tôi lấy những bằng chứng anh ngoại tình ra và làm ầm ĩ lên ở công ty? Từ từ đã. Mà em muốn gì thì em cứ nói luôn đi. Tôi muốn ly hôn. Tôi nhẫn nhịn như vậy là đã quá đủ rồi. Bây giờ mà ly hôn, người chịu thiệt thòi nhất sẽ là em. Em suy nghĩ kỹ chưa? Đấy là trước kia thôi. Còn bây giờ, nếu ly hôn, tôi sẽ nhận được một nửa tài sản này đấy anh ạ. À, hóa ra cô cũng chỉ thích tiền thôi à? Thế thì tôi sẽ nói cho cô biết, tôi sẽ không ký vào cái đơn ly hôn này. Cô làm gì được tôi? Anh không ký mà được à? Để tôi nói cho anh biết, tôi đã có đầy đủ bằng chứng anh ngoại tình rồi. Và không phải tôi không nói gì, nghĩa là tôi không biết gì cả đâu, anh Hưng ạ. Thế cô định làm thật đấy à? Tôi đâu có đùa. Và bây giờ tôi và anh nên chia tay nhau đi. Bởi vì tôi không thể nào đi một đôi giày cũ rách nát nữa. Anh bỏ tay xuống. Bây giờ tôi phải đi spa rồi. Anh tự lo cho mình nhá. Cô đứng lại đã.
em cũng đỡ hơn nhiều rồi. May mà có chị, không thì em lại thành một đứa rất trống mất. Giúp em thì cũng là giúp chị. Lấy phải cái thằng chồng lăng nhăng, nước mắt chị cũng cạn rồi. Chị lấy tiền của nó để thuê người theo dõi nó, và tất cả bằng chứng chị đã có ở đây rồi. Thế nên chị mới biết chuyện hắn ta qua lại và tán tỉnh em. Đúng. Chị thấy em thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, lại con nhà gia giáo nữa. Khác hẳn với mấy cái con bồ chân dài não ngắn tốt nghiệp chuyên ngành đào mỏ của nó. Chị thấy rất là tiếc cho em, cho nên hôm nay mới hẹn gặp em ở đây để nói chuyện. Cảm ơn chị vì đã không xem em là kẻ thứ ba. May mà có chị. Cũng tại vì là em u mê hắn từ thời đại học đến bây giờ. Mà em bỏ cả công việc ở nước ngoài để theo hắn về đây đấy à? Vâng ạ. Nhờ có cái thai giả mà em mới biết được bộ mặt khốn nạn của hắn ta đấy. À, đây, em đưa chị cái này. Chỉ cần chị đưa cái này ra thì không chỉ là một nửa tài sản đâu. Mà chị muốn như thế nào thì hắn ta đều phải nhường cho chị thế đấy. Hai người nói hay lắm. Nói tiếp đi. Mấy lâu nay hai người lừa tôi đấy à? Đúng là hai con đàn bà khốn nạn. Nếu anh đã nghe hết rồi ấy, thì tôi cũng không có việc gì mà phải giấu nữa. Chắc anh cũng không biết, suốt bao nhiêu năm đại học tôi thầm thương trộm nhớ anh. Đi du học về đây để làm ở công ty này cũng là vì anh. Yêu thương anh suốt mấy năm trời. Thế thì tại sao cô lại lừa tôi? Tại vì lúc đấy tôi không biết là anh đã có gia đình. Không biết anh là loại đàn ông phụ bạc trăng hoa. Hóa ra là cô lừa tôi đấy. Chuyện tôi ngã vào lòng anh và chuyện cái thai cũng chỉ là để vạch trần bộ mặt khốn nạn của anh, và là kết cục mà anh phải nhận lấy thôi. Thế nào? Mấy ngày hôm nay anh vui chứ? Mấy ngày hôm nay không hiểu là anh có ăn no ngủ yên hay không, khi là một bên bồ đòi lật sự nghiệp, còn một bên là vợ đòi chia nửa tài sản. Hai cô thông minh lắm, nhưng mà hai cô nên nhớ, tôi là giám đốc của một tập đoàn to nhất cái quả đất này. Tôi chẳng sợ ai. Đúng, bây giờ anh đang là giám đốc, nhưng mà tôi e rằng 5 phút nữa chưa chắc đâu. Cô nói thế nghĩa là sao? Chắc anh cũng biết chủ tịch công ty anh có một cô con gái đang vừa đi du học về đúng không? Đúng. Thế liên quan gì đến cô? Sao lại không liên quan? Vì đấy chính là tôi mà. Là cô á? Cô nói thế mà cô không thấy ngượng mồm à? Thế anh nghĩ tại sao tôi biết hết tất cả tài liệu tối mật của công ty? Alo, bố ạ. Vâng. Chuyện con nói với bố về giám đốc Hưng ấy ạ. Vâng ạ. Bố cứ làm theo những gì mà con đã nói nhé. Con cảm ơn bố ạ. Anh hãy chờ khoảng tầm 5 phút, à 2 phút nữa thôi, thì anh sẽ biết là thân phận của anh sẽ đi về đâu nhé. Cô, cái loại đàn ông trơ trẽn, coi rẻ phụ nữ như anh ấy, rồi cũng sẽ phải nhận kết cục xứng đáng. Anh biết quả gì đến đúng giờ nhất không? Quả báo đấy. Mình đi thôi chị ơi. Đi đây.
mát ruột đi con ạ. Dạ vâng, con xin. Mẹ ơi, con làm đây. Hưng. Dạ. Ra đây mẹ bảo cái này. Mẹ bảo gì? Con Hưng đây. Con phải xem thế nào. Hay là trước kia vợ con nó lăng nhăng, nạo phá thai cho nên bây giờ mới khó có con đến mức như thế. Mẹ cứ suy diễn linh tinh, làm gì có cái chuyện đấy. Chứ còn không à? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, yêu đương là phải tìm hiểu kỹ ngay từ đầu ấy. Con lúc nào cũng nói là nó nết na, nó giữ gìn, giữ lắm thì bây giờ mới thế thôi, đấy. Thôi mẹ ơi, con xin mẹ, có mỗi cái vấn đề đấy mẹ đừng có nói nữa nhá. Ôi giời ơi. Thôi muộn rồi, con đi làm đi nhá. Cứ thế cũng trách. Thôi con chào mẹ. Bực cả mình. À, bà. Vâng, tôi đây. Tôi có một cái việc này, bà làm thế nào giúp tôi xem có một cái con bé nào không. Chứ nhà tôi từ xưa đến giờ ăn ở có thất đức, có đối xử ác với ai bao giờ đâu, mà lại lấy về một cái đứa con gái mà không biết chửa đẻ. Vâng, mà thằng Hưng nhà tôi á, nó lại là con một, lại là trưởng họ nữa, không có con nối dõi là không có được đâu đấy. Vâng. Cố gắng giúp tôi đấy. Vâng, vâng, chào bà. Qua có việc gì ạ? Chị đến thăm em. Em không khỏe à? Vâng. Tại vì không hiểu sao đợt này em nghén nhiều quá. Ừ, chắc là mới bầu 2 tháng đấy. Thôi em chịu khó nhá. Đây, chị mua nhiều đồ bổ lắm. Em phải chịu khó ăn vào. Rồi còn xin cho chị một thằng cu kháu khỉnh đấy chứ. Các bác sĩ, chị mới phải nhờ em mang thai hộ thế này. Em cố gắng, chuyện tiền nong em không phải lo đâu. Em biết rồi. Thôi, chị có việc phải về luôn đây. Với cả chị có bảo anh Hưng đến thăm em rồi, chắc là sẽ tốt cho đứa bé trong bụng đấy. Cảm ơn nhá. Chị về nhá. Chị còn non và xanh lắm. Chị tưởng tôi cần đúng tiền này của chị á. Thứ tôi cần ấy là chồng của chị, gia tài cách xù của anh ta cơ. My ơi! My ơi, anh vào nhá! Ok My, ok ạ. Em làm sao thế? Em sao, chỉ là hơi mệt với lại đau bụng thôi. Thế có cần anh đưa đi viện không? Thôi, không cần đâu. Em chỉ cần được ở bên anh thôi. Ok ạ. Em đang mang bầu con của anh, thế mà cái Nhi nó chả chăm sóc cho em gì cả. Thôi kệ cô ta đi. Ơ kìa, không được. Ơ, cô ta có đến đây đâu mà anh sợ. Hôm nay anh ở lại với em nhé. Ơ kìa, không được. Kìa My.
ơi. Ơi. Mẹ ơi. Con đưa Mi về nhà mẹ ơi. Ôi chị à. Ôi cho mẹ xem nào. Ơi, nào đi nào, mẹ đỡ con một tay. Nào đi. Chào bác ạ. Nào đi từ từ thôi nhá. Nào. Rồi từ từ. Nào. Thế đấy. Rồi. Ui rồi ôi, được rồi. Mà con bầu bí 5 tháng sao bác thấy con gầy gò thế này nhỉ? Thế cái Nhi nó không quan tâm đến con à? Ôi giời ơi mẹ ơi, mẹ còn nhắc đến cái Nhi làm gì nữa? Mẹ có biết không? Nó chỉ có lo cho cái bản thân của nó thôi, nó có lo cho ai đâu. Ôi giời ơi, cái con này láo thật đấy. Đã phải đi thuê người đẻ rồi mẹ còn không biết điều nữa cơ. Chính vì thế nên hôm nay con mới phải đưa Mi về nhà đấy. Con nghĩ thế là đúng đấy. Chứ còn à, cái Mi nó phải ở đây cho mẹ chăm sóc nó chứ. Vâng, dạ vâng ạ. Con xem nào. Ôi giời, nó có đạp không con? Ôi mẹ ơi, đạp mạnh lắm mẹ ạ. Thế là con trai rồi. Đạp mạnh là con trai ạ. Ừ, con trai đi con. Mà con đang chưa biết là nên đặt tên đứa bé là gì. Đặt tên à? Vâng. Con trai thì đặt tên là... Con trai? Là Huy đi con. Huy ạ? Huy thì là Huy Hoàng. Là như kiểu là nhà có Huy Chương ấy. À, Huy, được, tên Huy được ạ. Được. Huy ơi. Ơ kìa. Về nhà anh có anh với cả mẹ chăm sóc. Sao anh thấy em không vui thế? Ừ. Thật ra thì em cũng vui. Nhưng mà em sợ chị Nhi. Chị ấy về mà thấy em ở đây chắc lại nổi khùng lên mất. Làm sao? Lần trước đã dọa sẽ giết con em nếu có giết tên với anh rồi. Ôi giời ơi, sao cái con này nó láo thật thế? Quá láo mày ạ. Ừ. Con không có gì phải sợ. Con cứ ở đây với bác. Trong cái nhà này á, chỉ có mình bác là có quyền quyết định hết tất cả mọi việc. Mẹ anh nói đúng đấy. Ừ. Em về đây rồi em không phải sợ một cái gì cả. Con cảm ơn bác ạ. Ừ, mẹ nè, cháu bạn yêu. Cháu yêu quá nè. Sao mẹ ở đây? Hôm nay tôi đưa Mi về để cho cả nhà tiện chăm sóc. Có việc gì mà cô có phải ngạc nhiên nhỉ? Sao anh không hỏi ý kiến được của em? Hỏi ý kiến cô á? Hỏi ý kiến cô làm gì? Cô đi công tác cơ mà. Giời ơi, rách việc. Hỏi ý kiến cô thì được cái tích sự gì cơ chứ. Đã không đẻ được thì thôi, để còn lắm chuyện. Việc Mi ở đây con không đồng ý đâu. Dù sao Mi cũng là người ngoài mà. Thôi, kệ cô ta. Nó bầu bí một thân một mình ở ngoài tôi không có yên tâm được. Cô không thương nó, nhưng mà tôi thương được cháu tôi đây này. Cô đối nó vừa thôi. Để Mi ở đây để tôi chăm sóc. Tôi chăm sóc cho nó yên tâm, được chưa? À, hay thôi, bác với anh cứ để con đi ạ. Chứ phận để thuê như con không đáng tôn trọng. Kìa, nào. Không được. Đang bầu bí. Con cứ ngồi ở đây, yên tâm. Cái người mà phải đi bây giờ ấy là nó, chứ không phải là con. Nhá, con ngồi đây. Kìa cô ta. Không. Mẹ anh đuổi tôi đi, anh không nói gì à? Tôi mệt với cô thế nhỉ? Cô có nhớ ai là người bày ra cái trò đẻ thuê này không? Là cô đấy, bây giờ cô kêu gà cái gì? Phải. Là tôi muốn có đứa con này, nhưng không đồng nghĩa với việc là anh có thêm vợ bé. Vợ bé á? Ở đây chẳng có ai là vợ bé hay là vợ lớn gì cả. Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của người bố. Thế thôi, cô đừng muốn nói nhiều. Thôi, con đừng quan tâm đến nó nữa, quan tâm đến cháu mẹ đi này. À, vâng, dạ vâng ạ. Thế anh có biết vì sao tôi phải đi thuê người đẻ hộ không? Vì sao? Vì ai? Thôi, con mặc kệ nó đi. Con đi ra con lấy cho mẹ cái bát gà tần đây, cho Mi nó ăn nhá. À vâng, vâng đúng rồi mẹ ạ. Nào đợi cho ăn tí nhá. Tránh ra! Mẹ ơi, ơi. Mẹ đâu? Đấy ở trên bếp đi. Mẹ đấy ở đâu mẹ ra xem đấy. Ôi giời ơi mệt quá. Ngồi đây nhé. Em chào chị ạ. Chị đi công tác vậy ạ? Tôi sắp trở thành bà chủ cái nhà này rồi. Biết điều ấy, xách vali đi luôn đi. Chứ chờ đến khi bị đuổi. Bật dậy. Tôi muốn sai.
sai lầm cái tin tưởng của người như cô đấy. Có đuổi được cái loại rắn độc kia đi rồi. Không thì có mà nát nhà mình. Đúng là cái đồ rắn độc. Độc ác. Thôi không khóc nữa nhá. Mẹ ơi, muộn rồi, mẹ qua trường đón thằng Cubin đi. Con mệt lắm. Suốt ngày ngồi chơi không, việc nhà đều tất cả một mình tôi làm. Cô có mó tay vào cái gì đâu mà cô kêu mệt. Sao mẹ nói nhiều ấy nhở? Con bảo mẹ đi đón Cubin, thì mẹ cứ đi đón nó là được mà. Đau hết cả đầu. Cô làm mẹ cái kiểu cái gì thế? Tôi thích thế đấy. Thì sao? Cubin là cháu đích tôn của bà mà. Bà tự đi mà đón nó. Còn không đón được ấy, kệ nó ở trường. Cô thật là cái loại vô học. Ngày xưa mắt tôi mù tôi mới để cho cô cưới con trai tôi. Cái gì thế? Vừa hết cả ra con. Đâu rồi nhỉ? À, mẹ ơi, đâu? Mẹ có thấy con My đâu không ạ? Cái My nó vừa mới ở đây, nó bảo mẹ đi đón thằng Cubin. Nhưng lúc mẹ đi về chả thấy nó đâu cả. Thôi chết con rồi. Chuyện này chỉ có nó làm chứ còn ai nữa. Chuyện gì? Còn biết làm sao được. Đang yên đang lành tự nhiên công ty bị niêm phong. Ôi chết chết. Người ta nói là có người mang hết giấy tờ của công ty để đi thế chấp trả nợ. Ôi chết chết rồi. Bây giờ chết con rồi. Rồi nhỉ? Gọi thử cho nó xem thế nào. Nó có nghe không hả con? Không nghe. Ôi trời ơi. Wow. Hai mẹ con mày vẫn chưa đi à? Này, mày là ai mà mày vào nhà tao to mồm ấy? Ngồi xuống. Bà ngồi xuống. Mẹ không phải sợ. Con My vợ mày vay bọn tao một khoản tiền. Và bây giờ nó phải thế chấp cái nhà và tài sản của công ty này rồi. Ôi trời ơi. Vay á? Không liên quan đến tao. Không liên quan thì đây. Xe sẽ có liên quan thôi. Ôi trời ơi. Sao lại thế này hả con? Mẹ ơi. Thôi. Không phải khóc lóc nữa. Tao cho chúng mày 10 phút để bước chân ra khỏi cái nhà này. Tính từ thời điểm tao đi khỏi đây, tao quay lại mà vẫn còn mẹ con mày ở nhà nhá. Đừng trách bố mày á. Nghe chưa? Ok anh ơi. Con ơi. Mẹ ơi, con phải làm thế nào bây giờ? Công ty mất rồi. Con ơi. Con biết. Nhà cũng mất rồi, công ty cũng mất rồi. Bây giờ hai mẹ con mình chỉ còn cách đi ăn xin thôi.
Mẹ chỉ thương thằng cu Bin thôi con ạ. Khổ thân nó quá.